vị hãy cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Dự báo chiều mai mưa dông sẽ gia tăng tại khu vực Nam Bộ và mưa lớn tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ và một số nơi Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang thể hiện là những vùng màu xanh đậm như thế này. Trong mưa dông cũng cần đề phòng về gió giật mạnh cũng như là lốc sét. Sét không những nguy hiểm khi ở ngoài trời mà ngay khi cả trong nhà chúng ta cũng cần phải biết cách phòng tránh. Quý vị khi thấy cơn dông, chúng ta hãy nhanh chóng rút tất cả các vít cắm điện không cần thiết để tránh xảy ra hiện tượng cháy chập. Đứng xa cửa sổ cũng như là cửa ra vào và tránh xa các khoảng cách ít nhất là 1 mét đối với các loại dây điện cũng như là dây điện thoại. Về nhiệt độ thì mưa sẽ xảy ra về chiều muộn, cho nên từ sáng đến trưa thì trời nắng nhiều. Tại một số khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa hay thậm chí là tại Cao Lãnh thì nhiệt độ khá cao, khá nóng rơi vào 34 độ. Còn tại Cần Thơ và những thành phố khác lại phổ biến trong khung là từ 32 cho đến 33 độ. Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết trên biển. Dự báo ngày mai phía tây của huyện đảo Trường Sa đề phòng có gió giật mạnh cấp 6, thậm chí là có lúc giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trái lại, tại huyện đảo Hoàng Sa thì trời nắng và gió Tây Nam là cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây, Mỹ Hạnh xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.